Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bản tin 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm hôm qua thứ tư, một trận động đất 6,9 độ Richter đã xảy ra tại quận Ngọc Thụy, tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, làm ít nhất 480 người thiệt mạng. CCTV cho biết ngoài số người chết và mất tích là 480 người, khoảng 10.000 người bị thương, cơn địa chấn xảy ra lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều người còn bị chôn vùi trong đống đổ nát vì nhà bị sập. Khoảng 700 binh sĩ đang nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập và hơn 5.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có cả nhân viên y tế đang được điều đến khu vực bị thiên tai. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là cứu học sinh. Trường học luôn là nơi tập trung nhiều người. Kang Sifu, sĩ quan quân đội tham gia cứu hộ ở Susu cho biết, hơn 80% các ngôi nhà ở gần trung tâm thị trấn Sải Cổ bị đổ sập. Nhiều con đường bị phá hủy hoặc bị chặn do lở đất. Đường dây liên lạc cũng bị gián đoạn. Hệ thống đường xá bị hư hại đang cản trở nỗ lực cứu hộ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm những người bị mắc kẹt bên trong. Một quân nhân cảnh sát tham gia nỗ lực cứu hộ cho biết, nhiều học sinh tiểu học đã bị vùi lấp nhưng con số chính xác chưa rõ là bao nhiêu. Chúng tôi chủ yếu phải dùng tay để dọn đống đổ nát vì không có máy móc, cũng không có thiết bị y tế, Xi nói. Người dân tháo chạy ra đường ngay sau cơn động đất đầu tiên, trong nháy mắt nhà bị đổ sập. Trận động đất thật kinh hoàng. Mọi người đổ ra đường đứng trước nhà của họ và cố tìm người thân của mình. Abe dẫn lời Katsum Niima, phó ban thời sự đài truyền hình địa phương cho hay. Theo BBC cho biết, nhiều người dân bỏ chạy ra khỏi thị trấn để lên vùng núi vì sợ con đập gần đó vỡ. Giới chức Trung Quốc đang tìm cách tháo lượng nước dự trữ sau khi một vết nứt xuất hiện trên thân đập. Hoạt động cứu trợ cho người sống sót đang được gấp rút triển khai. 5.000 lều cùng với 100.000 áo khoác, giày dặn và chăn ấm đang được chuyển đến vùng thiên tai để hỗ trợ người dân chống chọi với những cơn giá lạnh và nhiệt độ khoảng 6 độ C. Có ít nhất 3 cơn dư chấn đã xảy ra sau trận động đất nói trên. Đợt dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,3 độ Richter và diễn ra chỉ sau 36 phút. Theo AFP, vùng núi cao và hẻo lánh của Trung Quốc, nơi sinh sống của đa số người Mông Cổ và Tây Tạng, thường xảy ra động đất. Năm 2008, một trận động đất 8,2 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên gần đó đã làm 87.000 người bị thiệt mạng hoặc mất tích. Thưa quý vị, đợt mưa lũ kéo dài một tháng ở Trung Quốc đã khiến 29 tỉnh thành phố chìm trong nước biển. Hôm qua, Cục Thủy lợi tỉnh Hồ Bắc lần đầu tiên thừa nhận 1.259 hồ chứa nước lũ trên địa bàn tỉnh này đang xả lũ toàn lực để hạ lưu, lưu lượng nước lũ về hồ chứa. Trong số đó có đập Tam Hiệp. Bây giờ đường phố của thành phố Vũ Hán đã có thể chèo được thuyền và một số cư dân mạng đã tung tin rằng đã có nhiều vụ người dân bị điện giật chết. Vào 2 ngày trước, lệnh xả lũ từ Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đăng trên Internet. Hình ảnh cho thấy lệnh điều động được ban hành vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm kia, yêu cầu tập đoàn Tam Hiệp phải xả lũ từ 8 giờ tối hôm đó. Việc xả lũ của đập Tam Hiệp chắc chắn sẽ khiến vùng trung du và hạ lưu của sông Dương Tử vốn đã chìm trong nước càng trở nên tồi tệ hơn. Vào ngày hôm qua, Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc tuyên bố rằng 1.259 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá mực nước giới hạn lũ và đang xả lũ toàn lực. Ngay lập tức, ở Đằng Dương, Hoàng Cương, Quảng Thủy và những nơi khác ở Hồ Bắc, nước sông dâng cao, lũ lụt trên núi bùng phát và đất canh tác bị ngập lụt. Hồ Tùy Châu tràn qua đường và các đường phố của thành phố Vũ Hán có thể chèo thuyền đi trên phố. Đoạn video cho thấy nước lũ đang cuộn trên thành phố Vũ Hán, nước ngập đến thắt lưng, ô tô chìm trong nước, trôi lềnh bềnh trong phố. Cư dân mạng đã chỉ trích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng các hồ chứa để xả lũ vào mùa lũ và trữ nước vào mùa khô. Đó là một âm mưu, mưu cầu của cải và cái chết. Kể từ tháng trước, khí hậu của Trung Quốc đại lục đã xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, phạm vi thời tiết nắng nóng cao nhất trong năm nay xảy ra ở phía Bắc, mưa lớn gây thiên tai ở 16 tỉnh phía Nam. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3,7 triệu người bị ảnh hưởng. So với số liệu thống kê ngày hôm trước, chỉ chưa đầy có một ngày, ngày hôm sau sẽ có sự gia tăng đột biến của 1 triệu nạn nhân và thiệt hại về kinh tế trực tiếp lên tới 4,94 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 19 tỷ đại tệ. Người dân trong khu vực bị thiên tai chỉ trích rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không làm gì trước trận lũ lụt quy mô lớn như vậy và các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đưa tin về tình hình lũ lụt tại đó. Chưa đừng nói đến việc xem hoạt động cứu trợ thiên tai của chính phủ. Gần đây, những trận mưa xối xả đã gây ra lũ lụt thảm khốc ở miền Nam của Trung Quốc. 130 con sông nước dâng lên mức cảnh báo. 21 tỉnh bao gồm Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam đã bị ngập nước rất nghiêm trọng, với các thành phố bị ngập lụt, nhà cửa bị sập, đường xá bị sụt lún, tạo thành các hồ lớn, sạt lở đất và hoa màu bị hư hỏng. Một người bạn viết trên Twitter đã đăng vào hôm thứ Tư rằng Hồ Nam
năm, có hơn 50 năm không có một trận mưa lớn nào và đến nay mưa đã chút xuống liên tiếp trong 4 ngày 4 đêm. Có quá nhiều hiện tượng thiên thể bất thường trong năm nay và sự đau khổ của người Trung Quốc mà người dân sẽ bị trừng phạt. Và kèm theo đó là một loạt video về lũ lụt, trong đó người đàn ông gào lên đau buồn, mưa đủ rồi. Anh Guo, cư dân của Chu Châu Hồ Nam cho biết, ở Chu Châu cũng có mưa lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, nhưng báo chí chính thống không đưa tin, cho đến nay họ đưa tin tốt chứ không đưa tin xấu. Khi nào mưa lớn gần sông Dương Tử là hạ lưu sông Trường Giang cùng nhau có lũ, năm ngoái cũng có lũ. Tôi ở bên sông Tương Giang, nước lên cũng rất cao, nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức cao nhất như vào năm ngoái. Gần đây Quảng Tây hứng chịu những trận mưa xối xả, hồ chứa Thanh Thạch Đàm lớn nhất của khu vực xả lũ, khiến lưu lượng ở Dương Sóc bị ngập lụt, mất điện trên diện rộng, mất mạng, mất nước, giao thông bị gián đoạn. Nhưng quan chức không nói gì về việc xả lũ từ hồ chứa. Ông Wang, một công dân ở Quế Lâm cho biết, thành phố Quế Lâm, Libu, Giangsuo, Bingle và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Thông báo chính thức chỉ tiết lộ số người chết là 48 người, chính quyền họ đã che giấu con số tử vong. Anh Phương, người dân ở Quế Lâm, Quảng Tây nói, xả lũ chắc chắn sẽ gây ra lũ lụt. Lũ lụt rất nghiêm trọng, năm nào cũng có người chết vì lũ lụt, thiệt hại về tài sản là rất lớn. Sự kiện lớn như vậy nhưng không được phát sóng, cũng không huy động xã hội. Chính quyền nơi đây đã nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau khổ mất mát của người dân. Hệ thống thoát nước là trái tim của một thành phố, vì nó không được sửa chữa nâng cấp tốt nên đã xảy ra rất nhiều thảm họa kéo theo nó. Gần đây, Quảng Đông cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nơi bị lũ bao vây từ 2 ngày qua ở thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông có mưa lớn. Mạch Châu Ba và các hồ chứa khác liên tiếp mở cửa xả lũ. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua, mái dốc của nhà máy điện ở Bạch Châu, Thiệu Quan bị sập do mưa lớn, gây ra hư hỏng các đường ống áp lực của nhà máy điện. Một phần quốc lộ G323 bị lũ cuốn trôi. Ông Giang đến từ Huệ Châu, Quảng Đông cho biết, khu vực bị ngập lụt rất rộng, nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ và một số ngôi nhà bị sập. Hệ thống thoát nước bị hư hỏng, không thể thoát nước kịp thời và tình trạng xảy ra mỗi năm một lần. Một khi nó đã đi qua thì không có cách giải quyết, nhiều chính phủ đã không làm gì cả. Tôi không còn thấy có báo cáo chứ đừng nói đến cứu trợ thiên tai. Những chuyện về người da đen ở Mỹ đều được đưa tin rầm rộ, còn người chết ở chỗ chúng tôi cũng không đưa tin. Trong khi lũ lụt xảy ra ở phía Nam, nhiều tỉnh thành phía Bắc hứng chịu đợt nắng nóng với biên độ cao nhất trong năm nay. Kể từ ngày hôm kia đã có thời tiết nhiệt độ cao kéo dài trên diện rộng ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Thiểm Tây, Đông Bắc Trung Quốc, Nội Mông và những nơi khác. Dự báo thời tiết cho biết Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây và những nơi khác sẽ có nhiệt độ cao, đồng thời có cường độ nhiệt độ cao cũng tăng lên, có khu vực vượt quá 41 độ, đợt nắng nóng cao vẫn sẽ khô và nóng. Nhiệt độ bề mặt có thể lên tới 55 đến 60 độ C vào buổi chiều, thậm chí có khu vực vượt ngưỡng trên 70 độ C. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đại lục nhiều nơi tiếp tục hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Những cơn mưa xối xả tiếp tục đổ xuống các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc và lũ lụt đe dọa trực tiếp đến đập Tam Hiệp. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 9,8 triệu người ở 25 khu vực bị ảnh hưởng, 862.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Mưa lớn liên tục đã gây ra trận lở đất ở Mai Long Câu, thị trấn Ban Phen Man, huyện Đan Ba, khu tự trị Tây Tạng, Gansi, Tử Xuyên. Vào sáng sớm ngày cuối tuần vừa qua, dòng nước bùn cuồn cuộn chảy từ trên núi xuống, chặn sông Tiểu Kim Xuyên và tạo thành một hồ chắn. Lở đất kéo theo xe ô tô nhanh chóng đổ xuống. Không lâu sau, hồ chắn nước bắt đầu tràn bờ, nước sông mang theo phù sa cuốn trôi làng mạc ở hai bên đường. Một cư dân mạng cho biết, hiện tại chỉ có 15 tòa nhà có thể được nhìn thấy và tất cả những tòa nhà khác đều đã bị cuốn trôi. Ngôi làng gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn. Qua bức ảnh có thể thấy, con đường đã trở thành sông, các tòa nhà hai bên gần như bị chìm trong nước. Anh Bi, cư dân ở thị trấn Ba Pha Men, huyện Đan Ba cho biết, hôm nay trời vẫn mưa, một ngôi làng đã biến mất, học sinh đã được chuyển đi, trường học nằm ở lưu vực sông đã bị ngập, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Nếu hồ chắn nước bị sập sẽ rất nguy hiểm, mọi thứ sẽ bị cuốn trôi kể cả trường học của họ. Được biết trận lũ này khá đáng báo động, con đường ở đoạn San Sui Wan của quốc lộ 350 bị ngập hoàn toàn. Dòng sông gần làng Aniangao đã bị chuyển hướng và nhà máy thủy điện Mỹ Long bị cuốn trôi. Anh Bi nói, lũ lụt ảnh hưởng khá lớn, một số ngôi nhà đã biến mất hoàn toàn. Giao thông đi lại bất tiện, không có nhà để ở, đôi khi sẽ bị mất điện. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, nếu mưa vẫn rơi, nó có thể ảnh hưởng đến các làng bên cạnh. Bà Giang, một chủ khách sạn ở huyện Đan Ba, Tử Xuyên, nói với các phóng viên rằng, địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất cách họ khoảng 20 km và hầu hết cư dân gần đó là người Tây Tạng. Bà Giang cho biết, núi Tứ Nương hướng về phía Tiểu Tân, ở đó đang mưa, bên hồ chắn nước là khu vực xảy ra lở đất, hai bên đường có rất ít làng mạc và không có nhiều người trong làng. Đó là một trận lở đất đá trượt xuống đã chặn đứng dòng nước của một con sông tạo thành một hồ nước lớn. Tại khoảng 10 nơi ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, thảm họa lở đất đã xảy ra và những ngôi làng ở làng An Nương Câu số 1 và làng Quảng Châu ở thị trấn Ba Pha Men về cơ bản bị cuốn trôi.
Một nhân viên giấu tên của khách sạn ở thị trấn Sihanoukville cho biết đường đến Tiểu Tân đã bị cuốn trôi hoàn toàn, trời mưa rất nhiều, đường giao thông ở nhiều nơi bị sạt lở. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể đến từ hướng Ban Mian, những nơi khác có lẽ vẫn đang được sửa chữa. Cư dân mạng ở Tứ Xuyên đã tải lên các video cho thấy việc xây dựng cầu ở Tây Đàn được chính thức khởi công vào tháng 7 năm ngoái đã nhanh chóng bị sập sau trận lũ lụt và dự án trị giá 180 triệu USD đã bị thất thoát. Cư dân mạng đặt ra câu hỏi có cần 180 triệu đồng để phá cầu. Một cư dân mạng hỏi rằng thả sập bây giờ còn hơn xây tiếp, càng làm tăng thương tích. Không chỉ ở Tứ Xuyên, nhiều nơi ở miền Nam của Trung Quốc cũng đang hứng chịu mưa lớn trong mùa lũ. Đường xá ở Quảng Tây, Giang Tô, Thiểm Tây cũng bị ngập lụt. Cư dân mạng cho biết, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt vào tuần trước. Các phương tiện truyền thông chính thức của địa phương đã sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh của họ và hàng trăm phóng viên đã đưa tin về lũ lụt, các thảm họa địa chất ở đây. Tuy nhiên, họ lại bỏ qua một số điều kiện thực tế như mức độ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở đây và việc tái định cư của người dân sau thiên tai, nhu cầu của nạn nhân và việc cung cấp vật liệu cứu trợ thiên tai. Vào tuần trước, Se Xian Chun, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, năm nay Trung Quốc sẽ hứng chịu nhiều mưa bão và lũ lụt trong khu vực hơn những năm trước và lũ lụt vượt mức cảnh báo, có thể vượt quá khả năng phòng thủ hiện có thể trở thành vết đen như sự kiện Thiên Nga Đen. Thế giới bên ngoài lo lắng hơn về đập Tam Hiệp, mặc dù các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận rằng không có vấn đề gì đối với con đập, nhưng chỉ trong vài năm, mức độ kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp đã thay đổi từ ngàn năm có một xuống trăm năm có một vì con đập bất khả xâm phạm đã biến dạng. Mặc dù các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng biến dạng đàn hồi là một hiện tượng bình thường, cộng đồng thế giới lo lắng rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi lời nói sau một thời gian. Cư dân mạng cho rằng thượng nguồn của đập Tam Hiệp bị lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, các hồ chứa nhỏ bị sập khiến Tam Hiệp gặp nguy hiểm. Cần hiểu rằng trung và hạ lưu sông Dương Tử là khu vực kinh tế phát triển nhất của Trung Quốc với dân số 700 triệu người, một khi vỡ đập thì hậu quả sẽ khôn lường. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.